Bạn đã đến với kênh Lưu Phong TV ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách chăm một chú chim cu gáy non ha các bạn. Thì mình mới vừa bắt được hai con. Thì nói chung là mấy con này thì nó đã ăn lấy gai rồi chứ tập ăn rồi. Đây nè các bạn, để mình mở cho bạn xem ha. Đó. Thì nó đã ăn lấy gai rồi thì mình sẽ bón thêm nó ăn, mình bổ sung thêm ha, để cho các bạn biết là sao ha. Thì nó đói đó, nó quậy đó các bạn. Thì các bạn sử dụng cám bao bì ha, cám bao bì, các bạn sử dụng cám bao bì. Rồi các bạn bỏ vào cái ống tiêm thế này nè. Đó. Thấy các bạn. Thì các bạn ống tiêm xong rồi các bạn cái bao bì bằng trộn nước á, cho nó sành sạch như này nè. Đó ha. Sành sạch. Bạn sử dụng cái sành sạch như này nè. Cho nó vừa có nước. Đừng có nhão quá nha các bạn, nhão quá thì chim nó ăn đi phân lỏng đó. Thì bạn bỏ vào cái tim xong rồi bạn đút cái này thôi nha. Thì đây là mình sẽ bắt lấy ra cho bạn xem. Cần cầm một tay gì mà cầm một tay gì các bạn đút ăn thôi, đâu có nhiều khó đâu các bạn. Cho nó ăn vừa đủ thôi bạn, ngưng hồi bạn cho ăn tiếp ha. Thì bên mình nào mà cảm thấy cái bìu nó hơi cứng to to là được rồi, chứ không cần phải bự quá đâu ha, bự quá đó, sợ nó bị gãy bìu á ha. Rồi mình tiếp với con thứ hai. Đây mình đấu hai con, hai chống máy ha. Đây. Sáng giờ mình mới bận công việc quá, mình không dám ăn. Bây giờ mình rảnh mình ra hẳn một clip cho bạn xem luôn. Quậy quá, cái bạn này quậy quá. Thì nuôi một chú chim thì chim cu thì nó không có gì khó đâu các bạn, cũng dễ lắm, nó không có gì khó đâu các bạn. Nếu bạn nuôi từ lúc hơi ra to thôi, đừng các bạn nuôi đừng nhỏ quá thì các bạn làm lúc bón ăn khó khăn lắm, tại nó còn mong manh lắm. Không manh quá các bạn nuôi về nó không đủ độ ấm cho của mẹ, cơ thể mẹ chứ cha của nó, thì nó sẽ lạnh rồi nó ngủ rồi nó chết ha. Thì các bạn nuôi tầm cỡ này là vừa các bạn. Đó, mới bơm vậy thôi thì nó sẽ ăn uống phải mạnh và tập mỏi hàng ngày nha. Nhìn các bạn lưu ý là mình để cho nó đói thì là đói, cái trưa ví dụ buổi sáng thì trưa khoảng 8-9 giờ là hai cho nó ăn, để cho nó no rồi cho nó ăn xong rồi nó đói rồi thì hai cho nó ăn. Đây nè các bạn thấy là nó cái bìu nó hơi bự rồi nè. Đó ha. Cũng đơn giản lắm, không có gì khó đâu các bạn. Nuôi đừng con nhỏ quá thì nó hơi khó khăn, hay bạn bự thì bạn nuôi gì thì ok rồi, mau lớn nhanh lớn lắm. Đó,
bạn thấy không? Nó có bơm chút xíu mà cái điều của nó bự rồi nè. Đó các bạn thấy nha, đó các bạn thấy. Rồi video mình đến đây nha. Thì các bạn mua cu á, các bạn nhớ chọn những con là con cu đất cu cườm nào á, thì các bạn chọn những con mà hơi trọng trọng bự hơi xíu để các bạn nuôi, chứ các bạn đừng có nuôi mà những cái con mà mổ nhỏ quá thì các bạn làm ấp sưởi ấm rồi khó khăn thì cực mình ha. Thì các bạn chọn những mẫu này, cu này mình bắt ở ngoài rừng vô ha, ngoài rừng ngoài thiên nhiên vô chứ không phải cu mà để ghép sinh sản sẵn của cái vị khách ha. Thì một ngày các bạn trang 3 lần, buổi sáng 1 lần, buổi trưa 1 lần và buổi chiều tối 1 lần, thì tùy theo bạn rảnh giờ nào bạn cho ăn giờ nấy thôi. Cứ cảm thấy gì bìu mà nó sẹp sẹp thì bạn chứ cho ăn hết mà. Thì bạn các bạn lưu ý là mỗi một ngày thì các bạn thay phân cho chim, một vệ sinh phân 1 lần nhé các bạn, để không thôi các bạn nó bị hôi nha, thôi tình trạng nó bị lông rồi lá rồi không sạch luôn ha, bạn không cảm ha. Thì video của mình kết thúc ha, thì mình sẽ làm một clip sau để mà hướng dẫn về các loại chim cu chống mái ha, chống mái thì cũng dễ biết lắm. Rồi thì video mình kết thúc ha, các bạn nhớ thấy hay thì bạn nhớ đăng ký kênh mình để mà ủng hộ mình để mà làm clip hay hơn. Các bạn có ý kiến gì bạn comment cho phía dưới video để mình biết, mình làm rút kinh nghiệm hết các bạn. Rồi thì xin chào các bạn nha.